Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các đơn vị của thành phố Buôn Ma Thuật xử lý dứt điểm vụ việc một học sinh học hết cấp 2 nhưng không có học bạ. Được biết, vụ việc đã diễn ra hơn 3 tháng kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể hoàn thiện hồ sơ cho học sinh trên. Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ngày 16 tháng 3 cho biết, sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và trường Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa báo cáo kết quả giải quyết. Thời gian qua, Sở luôn quan tâm vấn đề này, nhưng đây là vụ việc chưa có tiền lệ nên hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trước đó ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản phản hồi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc học sinh không có hồ sơ học tập trong quá trình học tại trường Trung học cơ sở Lạc Long Quân, thành phố Buôn Ma Thuột và đơn kêu cứu khẩn cấp của phụ huynh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ khám bệnh của em DXH mắc chứng rối loạn phát triển lan tỏa từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Căn cứ vào các quy định, em hát có quyền được học giáo dục hòa nhập và đã được tiếp nhận học lớp 6 tại trường trung học cơ sở Lạc Long Quân từ năm 2020 đến năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn trường trung học cơ sở Lạc Long Quân phối hợp với gia đình ra soát hoàn thiện hồ sơ kết quả học tập của học sinh theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học và chính sách của nhà nước. Phụ huynh của em học sinh Hát, bà NTH bức xúc cho biết bà vừa tiếp tục gửi đơn cầu cứu tới lãnh đạo tỉnh Đắk Lắc. Theo bà Hát, hơn 3 tháng kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo, cơ quan chức năng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ cho con bà. Bà Hát cho biết, cháu đã không được đi học gần một năm nay và suốt ngày hỏi mẹ khi nào con được đi học. Tôi đã 5 lần bảy lượt lên các cơ quan liên quan đề nghị giải quyết nhưng vẫn chưa được. Trước đó, đầu năm học 2020-2021, em Hát được bố trí học tại lớp 6D, trường trung học cơ sở Lạc Long Quân do ở lại lớp. Sau khi phụ huynh có đơn trình bày em Hát bị tự kỷ, trong các năm học tiếp theo, em được cho lên học các lớp 7, 8 và 9 mà không có hồ sơ đánh giá xếp loại giáo dục. Đến cuối năm học 2022-2023, do không có kết quả học tập nên em Hát không được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở từ đó phụ huynh học sinh đã khiếu nại đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho em hát